bà đen, bà đen. Thấy không? Hai đường dây rồi đó. Bên kia đường dây lên đồ chỗ bà. Cái xoài dễ thương quá trời luôn nè. Trời ơi, xoài rừng á. Xoài rừng đã quá. Đã quá trời trái thì đến. Ừ, nè, bác ngang bên đó kìa. Mình đi ngang đi nhẹ mà. Có gì em ta bán, ta nói xoài núi chắc ở đây nè. Chở mình lên á. Đăng ký mấy người này qua bên đây ngồi nè, nó thuận đường đó. Bây giờ,